hoàng tử ốc bị yêu quái khổng lồ đuổi bắt và dồn đến vách núi. Vào giây phút nguy kịch, cậu bé đã liều mình nhảy xuống dưới và được thần cây đỡ lấy. Đến tối, người hầu mập xuất hiện, cô vô cùng hối hận vì đã làm tổn thương Sang Thong. Thần cây thấy cô đã hối lỗi nên giao Sang Thong cho cô. Sau đó cô mang Sang Thong về cung điện. Sang Thong rất uất ức vì hôm nay cậu bé gặp quá nhiều chuyện, còn suýt chút nữa thì về với tổ tiên. Nữ vương nghe xong liền nhẹ nhàng an ủi con trai và thề sẽ không để Sang Thong chịu tổn thương nữa. Đại thần vẫn đang tiếp tục lập kế hoạch hại Sang Thong. Bọn họ ra lệnh cho người hầu bỏ thuốc độc vào đồ ăn của Sang Thong. Người hầu mập nghi ngờ cô ta bỏ thuốc độc vào cơm nên nói cô ta thử trước. Nhưng cô ta lại nói người hầu mập đừng lo chuyện bao đồng, mà hãy nhanh chóng đút cơm cho Sang Thong. Vào lúc người hầu mập đút cơm cho Sang Thong thì cô không nỡ ra tay hại cậu bé. Cô vứt cơm xuống đất. Bây giờ người hầu mập rơi vào tình thế rất khó khăn. Cô không biết nên lựa chọn thế nào. Vì muốn con trai an toàn hơn nên nữ vương ôm Sang Thong tới giường của mình, sau đó hát ru cho Sang Thong nghe. Nhưng cậu bé cảm thấy nữ vương hát quá khó nghe, tiếng hát còn dở hơn cả lệ rơi. Thôi thì để khỏi bị tra tấn thêm, cậu bé đành phải đi ngủ. Rồi đến nửa đêm, Sang Thong thức dậy, cậu bé cảm ơn tình yêu thương mà nữ vương dành cho mình, bởi vì cậu phải rời khỏi nơi này để đi tìm mẹ mình. Khi tỉnh lại, nữ vương lập tức phát hiện Sang Thong đã biến mất. Nữ vương vô cùng tức giận nên liên tục dậm chân đùng đùng, trong lòng bà vô cùng đau khổ. Nữ vương đã xem Sang Thong là con trai ruột từ lâu. Sau đó nữ vương ra lệnh cho mọi người trong cung đi tìm Sang Thong. Còn các đại thần lại có suy nghĩ khác, bọn chúng ra lệnh cho binh lính phát hiện Sang Thong thì lập tức xử tử. Lúc này, Sang Thong đang trốn đằng sau cây, suýt chút bị binh lính phát hiện. Rất may một con chim đã bay tới đuổi binh lính đi. Sang Thong không ngừng bỏ chạy, đầu gối cậu bé cũng đã bị thương khi bị vấp ngã. Lúc này người hầu mập đã chạy đến và tìm thấy Sang Thong, nhưng cậu bé nói mình không muốn quay về. Người hầu mập đã đồng ý với Sang Thong, cô dùng phép thuật đưa Sang Thong tới một nơi hoang vắng. Sau đó nói cậu bé đừng chạy lung tung, ngày mai cô sẽ tới tìm cậu bé. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Sang Thong cảm thấy đói bụng. Cậu bé nhớ tới phép thuật nữ vương dạy mình nên đã bắt đầu thử dùng phép thuật. Không lâu sau, cá trong hồ lần lượt nhảy lên bờ. Một thợ săn đã vô tình nhìn thấy hình ảnh này. Nhìn thấy Sang Thong bắt được nhiều cá, thợ săn rất bất ngờ. Hắn ta quyết định lừa Sang Thong để bán cậu bé lấy tiền tiêu. Sau đó thợ săn đưa cậu bé về nhà. Sau khi cho Sang Thong ăn thì thợ săn còn chơi với cậu bé. Một ngày làm bão mẫu khiến thợ săn vô cùng mệt mỏi. Chỉ vì muốn Sang Thong tin tưởng mình, thợ săn đã thực hiện đủ loại kế sách. Sau đó thợ săn đi tìm người mua Sang Thong, nhưng lại vừa hay gặp đúng ba thị vệ của Vương Phi. Ba thị vệ liền đánh cho hắn một trận tơi tả, sau đó yêu cầu thợ săn đưa mình đi xem đứa trẻ hắn giao bán. Thợ săn ôm Sang Thong ra ngoài, ba thị vệ nhìn thấy Sang Thong thì lập tức hết hồn. Đây không phải là đứa trẻ họ đã ném xuống biển sao? Vậy mà Sang Thong còn sống. Ba thị vệ biết là không thể giết được Sang Thong, vì vậy họ quay về bẩm báo với Vương Phi. Lúc này thợ săn đang đưa Sang Thong ra ngoài săn bắt. Vào lúc Sang Thong đang ngồi trên tảng đá thì cậu bé phát hiện nơi này rất quen thuộc, hóa ra đây là nơi hoàng hậu thường tới làm việc. Sang Thong lập tức chạy về nhà mẹ, cậu bé không ngừng gọi mẹ. Nhưng vào lúc Sang Thong mở cửa thì phát hiện trong nhà không có ai. Thợ săn cũng vì vậy mà yên tâm hơn, thợ săn lại lừa Sang Thong rời đi. Thật ra hoàng hậu vẫn luôn tìm kiếm con trai khắp nơi. Bây giờ bà vẫn vì con trai biến mất mà đau thương không dứt. Nữ vương cùng Sang Thong cưỡi ngựa bay, chơi trò chơi trên không trung. Nhưng cho dù như vậy, Sang Thong vẫn không thích nơi này. Trong khi bỏ trốn, Sang Thong đã bị thị vệ bắt gặp. Sang Thong không còn đường chạy nên đã bị bắt lại và bị vệ trưởng cõng trên vai để đưa về hoàng cung. Trên đường đi bọn họ vô cùng vất vả, ba người mà chỉ còn đúng nải chuối để lấp đầy bụng. Vì muốn bọn họ đối với mình tốt hơn, Sang Thong dùng phép thuật nữ vương dạy cho mình triệu hồi một đàn nai chạy tới. Thị vệ nhìn thấy hình ảnh này thì đơ luôn tại chỗ. Sau khi ăn một bữa no nê, bọn họ cũng bớt cảnh giác với Sang Thong hơn. Cậu bé nhân cơ hội cởi trói rồi bỏ trốn. Nhưng trên đường bỏ trốn, Sang Thong bắt gặp thị vệ lần nữa. Cậu bé chỉ có thể trốn dưới gốc cây. Kết quả thần cây đã giúp đỡ Sang Thong, giấu cậu bé dưới một cây cổ thụ lớn. Thị vệ tìm một vòng vẫn không thấy nên chỉ đành rời đi. Sang Thong lại trốn thoát khỏi truy bắt. Sang Thong quay về hang động đợi người hầu mập tới tìm mình. Lúc này nữ vương đang tu luyện trên đỉnh núi. Nhìn thấy nữ vương nhớ nhung Sang Thong như vậy, người hầu mập cảm thấy nói ra sự thật vẫn tốt hơn, bởi vì cô đã tìm thấy Sang Thong nhưng lại để lạc cậu bé. Nữ vương lập tức phát điên, bà lộ ra răng nanh sắc nhọn rồi nói ngươi để con trai ta đi lạc vậy thì ngươi cũng chết đi. Nữ vương ném người hầu mập xuống vách núi, sau đó ném luôn người hầu bên cạnh xuống. Cho dù như vậy, nữ vương vẫn không thể hả giận, bà tự tay đem người đi tìm Sang Thong, thuận tiện ăn luôn một bữa. Thị vệ bị nữ vương ép tới đường cùng, vừa hay gặp hoàng hậu và vợ chồng ông lão. Vào lúc nữ vương sắp ra tay với bọn họ, ba người sợ hãi ngã xuống nền đất. Nữ vương giơ tay định bắt ba người, nhưng đúng lúc này ốc sên đã đưa họ vào trong vỏ của mình. Cuối cùng cả ba đã an toàn thoát khỏi kiếp nạn. Nữ vương tiếp tục mang theo người hầu đi tìm Sang Thong. Lúc này một bà lão đã lừa Sang Thong về nhà. Bà lão nói muốn đưa Sang Thong đi tìm mẹ, nhưng Sang Thong lại cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu bé liền nhanh chóng bỏ chạy. Hóa ra đây là thuộc hạ Vương Phi phái tới. Sang Thong vừa chạy vừa kêu cứu. Nữ vương nghe thấy tiếng kêu cứu nên liền chạy tới ôm Sang Thong vào lòng. Sau đó nữ vương đưa Sang Thong về cung điện và cảnh cáo với bọn đại thần đừng hòng đụng tới Sang Thong.
nếu không thì bọn chúng sẽ được đoàn tụ với ông bà ngay lập tức. Sang Thong và nữ vương cùng cưỡi ngựa bay, chơi trò chơi trên không, bọn họ rất vui vẻ. Cứ như vậy từng năm trôi qua, Sang Thong lúc này đã ngồi trên rồng xanh, cậu cũng trở thành một chàng trai nhan sắc ngời ngời, năng lực cũng cao siêu hơn người. Đám thị vệ bây giờ không còn là đối thủ của Sang Thong. Còn công chúa nhỏ bây giờ cũng đã trưởng thành. Ngày hôm đó quốc vương đưa vương phi và con gái ra ngoài chơi. Hoàng hậu đau khổ quỳ trong đống người, vị trí đó vốn là dành cho hoàng hậu, nhưng lúc này lại để cho vương phi ngồi. Hoàng hậu đã bị thay thế từ lâu, con trai cũng đã biến mất nhiều năm, không biết còn sống hay đã chết. Hoàng hậu cảm thấy cuộc đời của mình giống như một bi kịch.